Xin chào mọi người đã đến với kênh Hải Giang Stop Thì mọi người đừng quên ấn like và subscribe kênh Để em có thể ra được nhiều video tốt hơn Đến đầu tư mình có thể nắm bắt và tham khảo Thì hôm nay thị trường chứng khoán của chúng ta Tiếp tục lập nên những cái định mới 1.364,28 điểm tăng 23,5 điểm so với phiên hôm trước Và giá trị giao dịch ở thời điểm hiện tại Đạt lên những cái kỷ lục mới là 29.308 tỷ Thể hiện những cái sự hương phấn của anh chị nhà đầu tư Cũng như là làn sóng mới của các nhà đầu tư F0 đổ vào thị trường rất là nhiều tiền dẫn đến thị trường có những cái yếu tố nghẽn lệnh và gia tăng về thanh khoản và thị trường hôm nay là một phiên lan tỏa về dòng tiền là 339 mã tăng và có 75 mã giảm và 47 mã ở giá tham chiếu thể hiện cho những sự lan tỏa về dòng tiền đó và hầu như những cái mã giảm hôm nay thì nó chủ yếu nó đến từ những cái mà cổ phiếu như Masan này đây là LCG, HVN, FPT đúng không ạ? Là những cái mã cổ phiếu dẫn thị trường đến những cái yếu tố là giảm điểm. Thì Masan hôm nay khi mà nó tăng quá sốc thì đang có những yếu tố rủ bỏ trở lại. Còn FPT các anh chị thấy khi mà nó mở gáp thì bây giờ nó quay lại nó lắp gáp thôi thì cái sự vận động như thế là hết sức bình thường. Và ở đây các anh chị thấy này, những cái dòng dẫn dắt thị trường đi lên tiếp tục là những cái dòng cổ phiếu của ngân hàng. Ngân hàng ở thời điểm hiện tại anh chị thấy này, nó đang lập nên những cái đỉnh mới rất nhiều mã phiếu, nó đua nhau, nó tăng đúng không ạ? Có rất nhiều mã phiếu tím hôm nay như LBB hay MBB và có những mã cổ phiếu của dòng chứng khoán cũng tiếp tục tăng. VND tăng trần liên tục 2 đến 3 phiên gần đây đúng không ạ? Là những cái mã cổ phiếu hàng đầu cũng như là những cái ngành cổ phiếu đang dẫn dắt thị trường ở thời gian hiện tại. Thì chủ yếu bây giờ mình nắm cổ phiếu mã nào thôi chứ không phải là cái việc mà các anh chị quá lo sợ về việc mà thị trường tạo đỉnh nữa. Tại vì ở thời điểm hiện tại có rất nhiều anh chị đầu tư sợ rằng thị trường nó sẽ lập đỉnh trong những cái thời gian sắp tới và theo đánh giá thị trường của chúng ta thì cái yếu tố lập đỉnh ở thời điểm hiện tại thì nó chưa phải gọi là những cái sự hưng phấn quá lớn đâu chưa có thể là tạo nên những cái vùng đỉnh của thị trường ở vùng này tại vì sao lại nói như thế tại vì các anh chị thấy này trong một cái quá trình đi lên của uptrend ấy thì nó phải xuất hiện ít nhất là từ 3 đến 5 phiên phân phối thì lúc đó thị trường nó mới đạt đỉnh em ví dụ như những cái giai đoạn phía trước này các anh chị thấy này nó xuất hiện từ 3 đến 5 phiên phân phối đúng không ạ đây tổng cộng 5 phiên phân phối sau đó xuất hiện up 3 ba thì đó mới gọi là đỉnh còn bây giờ anh chị thấy này chưa xuất hiện những cái phiên up thách ba cũng như là chưa xuất hiện những phiên phân phối nào mà nhiều đúng không ạ thì ở hiện tại các anh chị cứ tập trung vào mã cổ phiếu thôi chứ các anh chị đừng có sợ quá nhiều khi mà thị trường nó tạo đỉnh, tại vì các anh chị thấy ở hiện tại cũng như ở những giai đoạn trước ấy, chẳng có ai mà đoán được đúng được đỉnh thị trường đâu. Chủ yếu khi nào mà đỉnh nó xuất hiện này, thì các anh chị mới biết đó là đỉnh. Và khi đỉnh thị trường xuất hiện như thế này, thì cái việc mình cần làm là gì? Mình chỉ cần là mình thoát khỏi thị trường thôi. Chứ những cái giai đoạn mà các anh chị thấy những cái lúc mà anh chị sợ đỉnh này như 1.200 này, hay 1.300, những lúc anh chị sợ đỉnh thì lúc đó là những cái nhà đầu tư mà can đảm đã kiếm được rất nhiều tiền rồi. Chứ không phải là đến bây giờ các anh chị mới đổ tiền vào các anh chị đầu tư đâu và anh chị cũng thể thấy này những cái giai đoạn mà gần những cái vùng đỉnh nhất chạy nước rút là những cái vùng các anh chị kiếm được nhiều tiền nhất em ví dụ như những cái giai đoạn hiện tại này các anh chị đầu tư nào mà cứ nắm giữ đúng ngành chứng khoán hay là những cái ngành như là ngân hàng là bây giờ các anh chị có thể là các anh chị ít hai tài khoản trong thời gian gần đây đúng không ạ chứ không phải là đến bây giờ các anh chị mới bắt đầu các anh chị tìm những cái mã cổ phiếu mà anh chị mua và cái quan trọng trong thị trường chứng khoán này không phải là các việc mà các anh chị dự đoán đỉnh mà các anh chị cần phải đi vốn sao cho tốt ở những cái vùng này giá càng thấp này hay là những cái vùng mà các anh chị đầu tư khác còn nghi ngờ thì lúc này các anh chị có thể là đánh full vaccine, đánh tỷ vọt trọng vốn lớn ngay từ đầu và lên trên đây các anh chị hạ dần tỷ cho vaccine ra và các anh chị đánh tiếp bằng tiền mặt thôi thì cái khả năng thua lỗ của anh chị là rất là bé. Đúng không ạ? Tại vì khi mà lên đây các anh chị thấy này, khi những cái vùng này các anh chị đánh full vaccine lên đến vùng này các anh chị có thể là các anh chị ít hai tài khoản, nhưng mà khi thị trường ấy xuất hiện những cái yếu tố này up 3, đâu đó là nó giảm đâu cả, sàn là 7% thì sau đó có những yếu tố bull trap tăng lên trở lại đúng không ạ? thì những lúc này nè lúc các anh chị bán ra thoát khỏi thị trường thì các anh chị lỗ lại đâu đó khoảng là ba bốn đối với tổng cái vốn của anh chị ở lúc ban đầu đúng không ạ thì lúc đó các anh chị vẫn còn giữ được những cái phần lãi của anh chị nên cái việc các anh chị cần quan trọng là các anh chị cần đi vốn ở thời điểm hiện tại là những cái vùng các anh chị nên cần hạ dần chỉ trọng mặt xin cũng như ấy là các anh chị cơ cấu lại danh mục sao cho cái danh mục của mình nắm những cái mã mạ mạnh và khi thị trường nó điều chỉnh thì mình vẫn có những cái yếu tố còn giữ được những cái phần lãi và quan trọng cho thị trường này thì không phải là cái việc mà các anh chị kiếm được bao nhiêu tiền mà quan trọng là các anh chị giữ được bao nhiêu tiền trong thị trường này mới là cái quan trọng. Khi mà thị trường nó kết thúc một cái trên tăng và một cái con sóng lớn như thế này chứ không phải là các anh chị thấy sợ đỉnh như thế này này thì các anh chị ờ nhận thấy yếu tố này, rũ bỏ như thế này các anh chị, sợ thị trường nó đạt đỉnh thì các anh chị bán ra. Và khi anh chị bán ra thì sao những phiên tiếp theo sao Thì các anh chị phải mua lại với giá cao hơn. Thì trong quá trình này các anh chị cứ tiếp tục nắm giữ những cái lượng hàng mà anh chị có để các anh chị có thể gia tăng tổng tài sản của chị lên chứ việc gì mà anh chị thấy sợ rung lắc như thế này thì các anh chị lại bán ra đúng không ạ? thì các anh chị phải cần quan sát những cái mã cổ phiếu nào nó hút tiền. Em ví dụ như những cái mã cổ phiếu như SSI này những giai đoạn phía trước này anh chị thấy này, khi mà thị trường rung lắc như thế này giảm đâu có vài biên độ có vài, vài phần trăm thì các anh chị lại bán ra. Thì bây giờ anh chị thấy các anh chị đâu còn những cái vùng giá đâu khoảng là 43 anh chị mua lại đâu. Hay VND này anh chị thấy này những cái giai đoạn nào, rung lắc của nó này, có những cái giai đoạn rung lắc về giá 45 này. Các anh chị thấy này trước khi nó tăng điểm thì nó rũ bỏ rất mạnh này, các anh chị sợ các anh chị bán ra hay sao ạ? Thì bây giờ các anh chị làm gì mà còn những cái vùng giá gọi là 45 cho anh chị mua nữa hay là stb cũng vậy nên chị thấy này những cái giai đoạn này rủ bỏ này các chị thấy này những yếu tố này các anh chị thấy bán ra rất nhiều này vùng giá 29 này nhưng mà lên đây làm gì còn vùng giá 29 để các anh chị mua nên cái việc kiên quyết ở thời điểm hiện tại là các anh chị cần phải giữ được lãi cũng như là các anh chị phải giữ được mà những cái mà cổ phiếu mà được những cái vị thi tốt để anh chị có thể là tiếp tục đầu tư trong những giai đoạn tiếp theo và anh chị thấy là những cái giai đoạn mà anh chị sợ đỉnh ấy là những cái lúc mà các nhà đầu tư khác họ kiếm được rất là nhiều tiền rồi đúng không ạ như những giai đoạn này các anh chị thấy này những cái giai đoạn này các anh chị này sát cao các anh chị chạy này sát cao các anh chị chạy sao ạ à? thì lúc đó là những cái lúc mà các anh chị bị mất rất nhiều cơ hội nhưng mà lên đây các anh chị thấy này các anh chị thấy thì trường tăng nóng quá thì các anh chị bắt đầu các anh chị lại lao vào thì những cái lúc mà anh chị lao vào nó lại là ngay đỉnh đúng không ạ thì đó là những cái yếu tố mà tâm lý của các anh chị đầu tư rất là sợ thì trường nó đạt đỉnh mà khi thị trường nó đạt đỉnh thì lúc đó là lúc các anh chị vào thì đó là những cái lúc mà tâm lý của anh chị đầu tư rất là hưng phấn nên các anh chị lưu ý quan trọng là không phải là mình dự đoán định mà mình phải đi vốn sao cho tốt quản trị danh mục sao cho hợp lý em ví dụ như những giai đoạn này đi những cái khách hàng của em ấy đang nắm giữ những cái mã phiếu như vnd này hay là ssi này hay là nắm những cái mã cổ phiếu như techcombank ctg nắm giữ rất nhiều mã cổ phiếu này và nắm giữ ở những vùng giá tốt thì ở những vùng này này những cái giai đoạn mà ở lúc mà 1200 ấy là những cái lúc mà các các uh, lúc mà em khuyến nghị các anh chị đánh những tiền trọng vốn lớn thì lúc đó các anh chị sợ thị trường đảo chiều nhưng mà bây giờ mọi thứ đã rõ ràng hết rồi thì những vùng này là những cái lúc mà những cái khách hàng của em đang hạ dần tỷ trọng vaccine và giữ được những cái khoản lãi tương đối lớn ở thị trường này nên ở thời điểm hiện tại em sẽ đi qua những cái phân tích mã cổ phiếu từng mã cổ phiếu để anh chị đầu tư mình có thể là nắm bắt xem mã phiếu đó còn dữ địa hay không hay hiện tại mã phiếu này mình nên bán hay là cơ cấu sang mã phiếu khác hay không chứ không phải là bây giờ các anh chị cứ hỏi em rằng hôm nay nó đã đạt đỉnh hay chưa em hay là ngày mai nó còn tăng nữa hay không em thì cái việc mà đón vào thị trường chung hay là nhìn vào thị trường chung như thế này thì chắc chắn là không có ai đón được 100 viên mà chính xác cả chủ yếu là các anh chị tập trung quản trị vào những cái mà cổ phiếu anh chị đang giữ xem mã cổ phiếu đó tạo nền dài hay là ngắn hay là cái việc của nó là cái mẫu hình của nó tạo ra như thế nào để mình có thể đón được dư địa của nó nó còn tăng nữa hay không đúng không ạ? Y như mã phiếu stb để anh chị thấy này khi mà nó tạo ra những vùng nền thì sao ạ? À? thì dư địa nó sẽ tăng tương ứng với những vùng nền của nó hay là những cái mã cổ phiếu techcombank để anh chị thấy này khi mở tạo nền thì nó tăng với đúng với dư địa của nó hay là những cái mã cổ phiếu như SSI này anh chị thấy này tạo ra mẫu hình thì sao ạ à? thì nó tăng đúng với dư địa của nó và những cái giai đoạn phía trước các anh chị cũng thấy này nếu các anh chị nào xem video của em ấy thì các anh chị cũng thể thấy rằng ấy em đăng rất nhiều những cái điểm mua về sống chứng khoán rất nhiều là các chị thấy này một tuần trước này hai tuần trước này đúng không ạ là những cái lúc mà em đăng rất nhiều mặt mà, mà cổ phiếu về dòng chứng khoán đến chị có thể tham khảo và nắm bắt em ghi sóng chứng khoán rõ ràng đúng không ạ tại vì sao em biết nó là những cái vùng về thuộc về sóng chứng khoán tại vì các anh chị thấy có những sự đồng thuận về tạo mẫu hình này cốc tay cầm này từ SSI này các anh chị thấy hai tuần trước đúng không ạ hay là một tuần trước này chưa khi chạy thì những cái điểm này đã đã khuyến nghị các chị mua rồi hay là SHS này các anh chị thấy này những cái giai đoạn ấy mà nó tạo ra mẫu hình này cốc tay cầm này em đã khuyến nghị các anh chị mua rồi hay là những cái mã cổ phiếu như HCM này rất nhiều mã cổ phiếu nó đồng thuận với nhau tạo ra mẫu hình cốc tay cầm là những cái lúc em khuyến nghị các chị mua rồi chứ không phải là đến bây giờ thị trường nó tăng như thế này mà anh chị bắt đầu các chị lao vào các chị mua đuổi hay là những cái lúc mà STB này những cái lúc mà nó còn tạo ra mẫu hình này tích lũy và sideway quay ở những cái vùng gọi là retest lại định của nó thì những lúc em khuyến nghị anh chị mua rồi còn bây giờ nó đã tăng quá cao thì anh chị chọn một cái dòng cổ phiếu nào mà nó còn những cái vùng nền của nó để anh chị có thể tham gia và hiện tại em đánh giá thị trường của chúng ta vẫn còn trong một cái uptrend và khi mà nó xuất hiện những cái phiên uh, điều chỉnh hoặc là những cái phiên ấy gọi là sách cao thì anh chị cứ tiếp tục nắm giữ thôi và bây giờ anh chị thấy những cái mẫu phiếu như vhm này anh chị thấy này nó vẫn chưa tăng nóng và nó cũng vẫn đang tạo mẫu hình hay là dh này nó tạo ra mẫu hình nhưng nó vẫn chưa tăng nhiều mà đúng không ạ thì những cái mẫu hình về bất động sản thì sẽ còn những con sóng ở phía sau chứ chưa gọi là hết sóng được nên chị cứ tập trung vào những cái mẫu cổ phiếu nào còn sóng các chị tham gia em ví dụ như các anh chị thấy này những cái mẫu cổ phiếu của dòng ngân hàng đi ví dụ như liên việt một banh này các anh chị thấy này khi mà nó tạo ra mẫu hình nó chạy bao nhiêu phần trăm mà từ vùng tạo mẫu hình này anh chị thấy này chạy bây giờ gần một trăm lẻ bảy đúng không ạ hay là stb này, anh chị thấy này những vùng chạy tạo ra mẫu hình của nó thì sao ạ thì bây giờ nó tăng nó khoảng bảy mươi tám mươi phần trăm đúng không ạ còn dòng chứng khoán bây giờ nó chỉ mới lớn chớm những cái sóng ngành của nó nó bắt đầu nó tăng thôi các anh chị thấy này sóng ngành của chứng khoán sao ạ à? nó tăng 35 đến 40 phần trăm nhưng mà nó tạo ra mẫu hình này thì khả năng nó sẽ còn tiếp tục diễn biến thêm một tăng thêm một cái giai đoạn nữa thì khi mà những cái mã phiếu đó nó tăng xong thì nó sẽ tiếp tục đến những cái sóng ngành khác thì nhưng cái sóng ngành thì cách nhận biết rất dễ dàng các anh chị thấy này từng mã cổ phiếu trong từng ngành trong một ngành nó bắt đầu nó lần lượt thay nhau nó chạy này như ngân hàng này lúc trước là vi banh chạy trước sau đó tới Techcombank, sau đó STB đúng không ạ, MBB, CTG, Liên Việt Bố Banh, sau đó tới cuối cùng là những cái mã cổ phiếu ở trên dưới xu hướng như BID này các anh chị thấy này, cũng bắt đầu nó tăng đúng không ạ? Thì được cái đó gọi là sóng ngành hay là chứng khoán này anh chị thấy này, chứng khoán thì con VND là cái con lít của dòng chứng khoán anh chị thấy này, nó chạy trước, nó chạy đâu khoảng là 40 đến 50% từ khi nó tạo mô hình đúng không ạ? Đây, nó chạy gần 100% khi mà nó tạo xong mô hình thì các anh chị thấy này SSI này, bây giờ nó chạy bao nhiêu phần trăm ạ? thì nó bây giờ nó chạy cũng đâu khoảng là 30 đến 40 phần trăm thôi thì những cái vùng này là những cái vùng mình còn tiếp tục nắm giữ được nhưng mà nó đã qua điểm mua rồi thì mình cứ quan sát thôi thì đó là cái cách mình nhận biết sóng ngành hay là thép này, anh chị thấy này hầu như là những cái mạng cổ phiếu của dùng thép khi mà HPG tăng sau đó HSG NKG nó liên tục nó tiếp tục nó dẫn dắt nhau để nó tăng lên thì cái đó gọi là sóng ngành và bây giờ các anh chị thấy này sóng ngành của bất động sản nó cũng mới bắt đầu thì các anh chị lưu ý đối với mạng phiếu này từ những cái vùng nền của nó nó lên tới đây nó có bao nhiêu đâu các anh chị Đông 13 14 phần thì khả năng những mã phiếu này nó vẫn còn dư địa thì thị trường nó sẽ còn dư địa và những cái mã cổ phiếu trụ nó vẫn còn giữ này nhưng mà sang các anh chị thấy này khi mà nó tạo mẫu hình này thì mang những yếu tố rũ bỏ này chứ đâu có phải là yếu tố bán không bán tháo gì đâu nên chị lưu ý những mã cổ phiếu này vẫn còn những dư địa hay là những cái mã cổ phiếu với việc cơm banh chị thấy này nó mới tạo mẫu hình thôi thì trụ còn giữ là thị trường nó sẽ còn dẫn dắt và đi lên nên chị lưu ý ở thời điểm tại cứ chọn những mã cổ phiếu tốt để đầu tư chứ không phải là các anh chị thấy những mẫu phiếu giá rẻ anh chị vô mua này. như vinamil là anh chị mua đi có tăng hay không các anh chị xem lại những cái video trước của em ấy thì chắc chắn là em sẽ không khuyến nghị các anh chị mua mã phiếu vinamilk tại vì sao thì em cũng sẽ giải thích rõ cho anh chị có thể là biết luôn thứ nhất các anh chị phải nhìn vào xu hướng của nó là nó vinamilk ở đang xuống giảm đúng không ạ và trong xuống giảm như thế này các anh chị thấy này khi mà lên thì nó sẽ gặp những cái vùng gì ạ khi mà lên thì nó sẽ gặp lại những vùng kháng cự và khi nó gặp kháng cự thì sao khi nó gặp kháng cự thì bị yếu tố bán ra từ các anh chị nhà đầu tư chốt lãi cũng như ấy là nó bị yếu tố chốt ra từ các anh chị nhà đầu tư kẹp hàng ở những vùng này thì làm sao mà nó lên được đúng không ạ thì chỉ cần có những cái dòng tiền lớn nó mới kéo lên được nhưng những cái mã cổ phiếu kênh trên xu hướng như như liên việt ban là các anh chị thấy này khi mà nó có những yếu tố này nó là kênh trên xu hướng thì những cái vùng giá cao của nó thì đội lái cũng như những thẻ lập họ rất dễ dàng kéo lên nhưng mã cổ phiếu này vinamilk này họ kéo lên thì làm sao kéo được lên thì bị bán thì làm sao mà mà có thể là là họ kéo được đúng không ạ thì những cái mã cổ phiếu này nó cần những cái vùng tích lũy thêm và anh chị cũng thể thấy rằng mã cổ phiếu này nó bước vào một cái gọi là đau trend chứ không phải là nó bước vào một cái gọi là kênh tích lũy trở lại tại vì anh chị thấy hầu như nó có những quá trình phân phối ở những cái vùng giá là 115 này các chị thấy là những yếu tố phân phối rất rõ ràng các chị thấy này xuất hiện từ 3 đến 5 phiên sách cao 3 liên tục đúng không ạ sau đó kết thúc bằng một phiên up thất ba thì sau đó nó đảo chiều xu hướng và khi các chị thấy đảo chiều xu hướng thì rất nhiều triệu tư này vào bắt đáy mã phiếu này đúng không ạ kênh dưới xu hướng thì các chị bắt đầu các chị vào lao vào anh chị bắt đáy thấy giá rẻ quá các chị vào các chị mua nhưng mà khi nó bước vào xuống giảm rồi các chị mua các chị thấy mạo cổ phiếu vinamilk có tăng hay không đương nhiên là nó không tăng rồi đúng không ạ các anh chị thấy hầu như này các anh chị rất nhiều anh chị tư bắt đáy ở những vùng này nữa này các anh chị thấy này nó tạo xu hướng này các anh chị bắt đầu các anh chị lao vào bắt đáy nhưng mà các anh chị đừng có nghĩ rằng mã cổ phiếu này nó sẽ tăng và nó kéo lên chữ V cho các anh chị đến chị có thể là ở trên đây các anh chị bán hòa vốn đến đâu mà cổ phiếu này ít nhất nó cũng phải khả năng tích lũy 3 đến 4 tháng nữa tại vì sao vùng này gọi là những vùng tích lũy và xác nhận đáy của nó khi mà có những cái dấu hiệu này các anh chị thấy này dòng tiền lớn vào đánh lên đúng không ạ thì những dòng này này là các anh chị đặt ra câu hỏi đây ai là người bỏ tiền vào khi mà thị trường mà mã cổ phiếu này nó đang bước vào những cái giai đoạn đau trên thì các anh chị phải đặt ra câu hỏi đây chả có một cái nhà cái tổ chức hay là cá nhân nào bỏ tiền ra ở những cái giai đoạn cũng như những cái vùng giá tương đối thấp như thế này thì chủ yếu những cái dòng tiền này là những cái dòng tiền lớn định giá của các tổ chức cũng như là của nhà tạo lập họ vào họ định giá ở phiếu này nên nó mới dự trên như thế này rất tốt đúng không ạ thì khả năng vùng này nó sẽ tích lũy và sai quay quanh những vùng này sau đó mới có bước vào những cái giai đoạn tăng điểm của nó nên chị lưu ý vinamilk này những giai đoạn trước thì làm gì mà em có khuyến nghị anh chị mua những mã phiếu này những cái giai đoạn trước em khuyến nghị anh chị mua như ssi này hay là những cái mã cổ phiếu như shs này đúng không ạ đó là những cái mã cổ phiếu em khuyến nghị anh chị mua rất nhiều trước còn cái mã cổ phiếu vinamilk nó là tên dưới xu hướng thì mình không tham gia mình chỉ chọn những mã cổ phiếu kênh trên xu hướng mình tham gia thôi các anh chị đừng nghĩ rằng mã phiếu giá thấp thì nó sẽ tăng trở lại các anh chị những cái yếu tố đó là những yếu tố các anh chị suy nghĩ về rất là sai lầm những cái mã phiếu giá cao thì nó sẽ không tăng nữa các anh chị có những cái tư duy rất là ngược đối với những cái người đầu tư chuyên nghiệp các chị thấy này gdc các chị thấy giá cao chưa cao rồi nhưng nó có tăng hay không nó vẫn tăng hay là những cái mã cổ phiếu như liên việt quốc ban này nó vượt đỉnh nhưng mà sao ạ à? nó tăng thì nó vẫn tăng thôi thì tại nó là kênh trên xu hướng và những cái mã cổ phiếu kênh trên xu hướng là những cái mã cổ phiếu mạnh nhất của thị trường rồi các chị thấy này ctd các chị thấy này các chị mua giá thấp thì sao ạ à? ở vùng giá này các chị thấy này ở vùng giá lúc trước là nó giá 84 các chị thấy về 68 các chị thấy rẻ quá, các chị mua nhưng mà cách chị mua trong xuống giảm thì sao ạ à? nó vẫn không tăng hay là hòa bình này những cái mã cổ phiếu này này các anh chị thấy này nó đang trên xuống giảm các anh chị đầu tư mua điểm nào cũng lỗ hết trơn ấy hay là mã cổ phiếu như VGI này hay là mã cổ phiếu FRT các anh chị thấy này nó đang trong xuống giảm thì các anh chị mua điểm nào cũng lỗ nhưng mà trong xuống tăng các anh chị mua điểm nào cũng lãi như mã cổ phiếu HBG này làm gì bây giờ có anh chị nhà đầu tư nào lỗ nhiều đối với HBG đâu chứ các anh chị nắm lãi thôi đúng không ạ nên chị lưu ý chọn những mã cổ phiếu kênh trên xu hướng và những cái mã cổ phiếu nào nó tạo xong mô hình thì các anh chị đầu tư thì bây giờ em cũng sẽ không để các anh chị lo để lâu thì em sẽ vào phân tích những cái mã cổ phiếu của các dòng đầu tiên là về dòng bất động sản theo đánh giá bất động sản sẽ là những cái dòng nó tiếp nói theo những cái sóng ngành về thép chứng khoán cũng như là ngân hàng sẽ là những cái sóng ngành nó lý thị trường trong thời gian tiếp theo tại vì sao thứ nhất các anh chị thấy là những cái sự đồng thuận về những cái mã cổ phiếu dẫn dắt của dòng bất động sản là vinhome các anh chị thấy là những vùng tích lũy và sideways đúng không ạ nó có những yếu tố tích lũy và xoay quay và tích lũy càng cung ở kênh xuống trên cái gì thế này những yếu tố gần đây cái gì thế này hầu như các chị đầu tư nắm giữ vsm HM thì cái làm sao các chị nắm giữ được nhiều đối với mã phiếu này khi mà các chị thấy những cái dòng khác tăng quá là nhiều đúng không ạ hay là ngân hàng chứng khoán các chị bắt đầu các anh chị có xu hướng là các chị bán ra các chị mua những mã phiếu khác dẫn đến những cái yếu tố này yếu tố như chị thấy này nó không tăng điểm cũng như là nó đang có yếu tố là tăng lên giảm xuống liên tục như thế này thì hầu như những cái giai đoạn các anh chị đầu tư có lại dưới đây các anh chị đều bán ra ở giai đoạn này hết thì khi anh chị bán ra thì ai là người, người mua vào chắc chắn ở những cái vùng này người mua vào là sẽ là những cái nhà tạo lập khi mà họ gom đủ lượng hàng các anh chị thấy này bắt đầu có xuất hiện những cái yếu tố đẩy giá liên tục của mã phiếu này tạo hấp thụ những cái cái lượng cung do anh chị tư bán ra ở những cái vùng kháng cự này rất nhiều anh chị tư kẹp hàng ở vùng này khi lên đây các anh chị yếu tố bán ra những anh chị thấy này hấp thụ và tích lũy càng cung sau đó xuất hiện những phiên này no sụp đi ba này test cung test cung ba này khả năng những phiên tiếp theo bất động sản sẽ chạy thì vm nó sẽ tiếp tục chạy nên vm các anh chị lưu ý đối với mã phiếu này mã phiếu này cũng là kênh trên xu hướng đây các anh chị lưu ý và các anh chị thấy này những cái điểm mua của nó là những cái điểm mua này có thể gọi là những cái điểm mua tương đối chuẩn để anh chị có thể tham gia quanh giá 100 gọi là 105,4 là những cái điểm mua thêm đánh giá là tương đối chuẩn, các chị có thể là mua giải ngân mới đối với mã phiếu VHM này. Lưu ý đối với VHM, em ví dụ như những cái giai đoạn phía trước này những cái điểm mua của em ấy là đối với STB nên chị thấy này, liên tục là em sẽ mua chọn những mã cổ phiếu kênh trên, trên xu hướng và xuống tăng để mua. Thứ hai là em sẽ mua ở những vùng tích lũy như thế này các chị thấy này. Nó là một cái vùng tích lũy là những cái vùng gọi là trong lý thuyết gọi là gom hàng của các nhà tạo lập. Sau khi tích lũy thì nó sẽ đẩy giá. Đây em ví dụ như mã cổ phiếu như KDH này anh chị thấy này, sau khi tắt tích lũy xong này nó sẽ đẩy giá hay là mã cổ phiếu như là DSG đến chị thấy này khi mà tích lũy xong thì nó bước vào quá trình đẩy giá hay là những cái mã cổ phiếu của dùng ngân hàng này rất là nhiều LBB nên chị thấy này sau khi mà bước bước xong những cái quá trình đấy đây tích lũy này cái chị thấy này đây gọi là những vùng tích lũy này đi ngang không rõ xu hướng sau đó là bước vào quá trình đẩy giá đúng không ạ à? thì những cái điểm mua của mình tốt nhất là mình sẽ mua ở những vùng tích lũy vì sao lại mua những vùng tích lũy em sẽ ví dụ cho anh chị dễ hiểu hơn thì mã cổ phiếu STB này vì sao em mua em mua thì em phải biết tại sao em mua chứ không phải là em nghe theo những cái tin đồn em nghe những thêm những cái tin tức thứ nhất anh chị phải nhìn nó là vùng tích lũy và nó có những phải có yếu tố cạn cung hay không ở đây anh chị thấy này có những yếu tố về cạn kiệt về lượng cung đúng không ạ nó liên tục nó xuất hiện này no supply ba này đúng không ạ test cung ba này no supply ba này test cung ba này sau đó break nó là những cái bộ thanh ba đi chung với nhau mình phải có những cái tín hiệu kỹ thuật để mình mua thì mình mua ở đâu ạ à? phiên no supply này hay là phiên phiên no supply này hoặc là test cung này mình mua thì sau đó mình sẽ ăn được phiên break chứ không phải là đợi break lên là mới mua đúng mà những chị đầu tư nào mà không có những cái kỹ thuật nhìn về những cái điểm đâu no supply hay cạn cung ấy thì các chị thường thường hay là mua phiên break đúng không ạ nhưng mà anh chị thấy hầu như những cái phiên break ấy thường thường nó đều bị bị fail trong thị trường chứng khoán này anh chị thấy này các chị mua break này thì sao đảo chiều đúng không ạ hay là các chị mua những mã cổ phiếu mwg này các chị mua những phiên break xem xem ở thời điểm tại anh chị có lãi chưa các chị mua phiên này về đây anh chị bị lỗ hay là anh chị mua gil anh chị thấy này các chị mua break này đúng không ạ thì sao ạ thì các chị có lãi đâu nhưng nên những yếu tố các anh chị mua thì các chị mua ở nền như thế này này đúng không ạ mua ở nền thì rất là an toàn khi mà xuất hiện no supply này yếu tố tích lũy càng cung này đây tích lũy càng cung đúng không ạ no supply này tích cung này tích cung này break a ba này thì sau đó cổ phiếu nó chạy và khi nó chạy như thế này này yếu tố nó điều chỉnh đi đâu ạ à? Nó điều chỉnh về nền thì các chị có những yếu tố các chị có thể là bán chứ bây giờ các chị mua Breakout cao như thế này hoặc mua breakout cao như thế này t 3 về chị lỗ thì rất khó để thể nào để các chị có thể bán hòa ra đúng không ạ à? nên chị lưu ý mua thì mình sẽ mua ở những cái vùng tích lũy và sideways chọn những điểm mua tốt để mình có thể tham gia nên lưu ý những cái điểm mua của đó là những cái điểm mua tương đối chuẩn đối với mã cổ phiếu là STB ở những giai đoạn phía trước đây các chị thấy này lúc nào cũng xuất hiện như thế thôi những cái bộ ba đi chung này liên việc một banh các chị có thể thấy này đây các anh chị thấy này một cái vùng gọi là tích lũy và sai quay đúng không ạ kênh trên xu hướng này các anh chị thấy này no supply này no supply, no supply test cung này break out ba này đúng không ạ no supply là như thế nào đóng cửa giá thấp nhất và khối lượng tương thấp test cung ba là cái khối lượng cao hơn phiên no, no supply ba và đóng cửa gần như cao nhất phiên chứng tỏ những lực cầu bắt đầu vào và bắt đầu xuất hiện break out ba hay những cái mã cổ phiếu như D, DGC em quan có khuyến nghị các chị ở trong video trước này anh chị thấy này video trước em khuyến nghị anh chị hai mã phiếu đó là DGC và Techcombank đúng không ạ? Với những cái mã cổ phiếu như DG của mã cổ phiếu bất động sản hay là REE, CRE của mã cổ phiếu bất động sản, các anh chị có thể xem lại video trước, em có khuyến nghị các anh chị mã phiếu đó thì em cũng chọn cho anh chị điểm mua như thế thôi anh chị thấy này. Tích lũy và sai quay đúng không ạ? No supply 3 này, đúng không ạ? Techcom 3 này, sau đó break out 3 này đúng không ạ? thì đó là những yếu tố em chọn những điểm mua cho anh chị hôm qua em khuyến nghị các anh chị mua ở giá quanh giá 71 các anh chị nào có thể là xem lại video hôm qua của em xem có khuyến nghị mà cổ phiếu DGC không thì những cái điểm mua đó là những cái điểm mua tốt cho anh chị này nó liên tục xuất hiện những thanh ba đó nếu các chị mà thuần về kỹ thuật thì anh chị có thể là chọn được những cái điểm mua tốt hay là những cái mà có phía như Techcombank này Techcombank thì nó lại là một cái kỹ thuật khác kỹ thuật của nó là kỹ thuật spring các chị thấy này yếu tố này chạm về những cái vùng hỗ trợ trước của nó rút chân lên rất mạnh chứng tỏ vùng này là vùng spring và những cái yếu tố đánh và theo điểm spring ấy là của cái ông uh, uh, Richard ổng thường hay áp dụng trong thị trường chứng khoán của phố quơ các chị thấy ổng thường sử dụng là UpTest hoặc là ổng sử dụng là spring để ổng giao dịch còn em thì em sẽ sử dụng những cái thanh ba gọi là tết cung với những cái thanh ba gọi là no supply để em tham gia thị trường này nhiều hơn. Nhưng những giai đoạn trước này anh chị thấy này HDG này nó cũng đi tương tự như thế anh chị thấy này, no supply này. No supply này, tết cung này, tết cung này, break này. Đó là những cái điểm mua để anh chị có thể tham gia. Hay là những cái mã cổ phiếu như như mã cổ phiếu như như SSI này anh chị thấy này nó cũng sẽ diễn ra như thế thôi khi mà nó tạo ra mẫu hình này cấp tay cầm này xuất hiện những vùng tích lũy này no supply này anh chị thấy này đóng cửa gần như thấp nhất phiên này sau đó gọi là test trung ba sau đó break out là những cái điểm các chị mua chứ đâu phải là các anh chị mua những cái điểm gọi là break out như thế này đâu break out này giả này gãi này break out giả này gãi này đúng không ạ nên chị lưu ý chọn những điểm mua phải chọn những điểm mua chuẩn mình mới xác định được cái những cái điểm bán của mình chứ không phải là lúc nào mình cũng thấy ờ uh, thị trường hưng phấn như thế này mình mua vào thị trường hưng phấn này như thế này mình mua vào đó là không phải là điều đúng và anh chị thấy dòng bất động sản thì hiện tại nó đang có những sự đồng thuận về bất động sản này các anh chị thấy này vhm đúng không ạ vhm hiện tại đang tích cung này hay là dg anh chị thấy hôm nay nó cũng tăng trần rồi này hay là dg KDH này các anh chị thấy này nó cũng tích lũy qua những vùng định trước của nó đang có sự đồng thuận thì các anh chị lưu ý những cái mạo phiếu bất động sản vào những cái phiên ngày mai để mình có thể là tham gia em ví dụ cho anh chị dễ hiểu như là dgc này vì sao em chọn cái mã phiếu này các anh chị phải nhìn qua dòng phân bón trước đây nguyên cái dòng phân bón của nó Các anh chị thấy có những cái tín hiệu của dòng phân bón này Đầu tiên là DCM này Cái phiên vừa rồi này DCM nổ trần này đúng không ạ Hay là DBM các anh chị thấy này Nổ trần này hay là BFC nè Nổ gần như là đánh trần này đúng không ạ Thì sau đó DGC nó chưa tăng Thì nó cũng sẽ chạy theo những cái dòng phân bón của nó thôi Thì hôm nay nó chạy này Bảo DGC là mã chạy mạnh nhất Đó thì em sẽ chọn những cái điểm mua anh chị theo sóng ngành theo mẫu hình và theo những cái điểm test cung và no supply để anh chị có thể tham gia chứ đâu phải là em chọn cho anh chị những cái điểm mà breakout 3 hay là những cái điểm mua mà gọi là nó tương đối xa nền thì rất rủi ro cho anh chị nên lúc nào em chọn cho anh chị mua cũng mua ở những cái điểm gọi là tốt nhất của thị trường nên anh chị lưu ý những cái mã cổ phiếu này ở thời điểm hiện tại với có thể là tham gia dẫn ngân ở những cái quanh những cái vùng giá gọi là 105.4 những vùng giá này là những vùng giá tương đối tốt để anh chị tham gia tại vùng này anh chị thấy này tạo mẫu hình đúng không ạ à? đây là một mẫu hình lớn của nó trong xuống tăng yếu tố tích lũy và càng cung và các anh chị thấy này yếu tố tích cung ba xuất hiện thì khả năng với sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu dẫn dắt thị trường trong những phiên tiếp theo lưu ý đối với VHM tiếp theo ấy là nhà mã cổ phiếu ấy là DG DG bất động sản này DG thì hôm nay các anh chị thấy này DG hiện tại thì sao ạ à? hiện tại nó gặp lại cản trước của nó thì sao thì yếu tố của nó là yếu tố quay lại nó retest đỉnh đúng không ạ và hấp thụ những lượng công quanh những lượng đỉnh này hôm nay xuất hiện no supply này tới công khả năng ngày mai sẽ tiếp tục chạy nên lưu ý mã cổ phiếu DG là một mã cổ phiếu các anh chị có thể quan tâm và có thể giải ngân trong phiên ngày mai quanh những cái vùng giá gọi là đây là những cái vùng giá các anh chị có thể là tham gia này 32 32 đúng không ạ à? 32.15 là những vùng giá các anh chị có thể tham gia ở hiện tại lưu ý đối với Dg, tại vì cái anh chị thấy này nó tạo mẫu hình nó nó đánh như con gì ạ à? nó đánh như DIG đúng không ạ à? các anh chị thấy này sau khi tạo mẫu hình xong này đúng không ạ à? thì nó bắt đầu break thì trước khi mà nó break mà nó gặp lại cản một là nó sẽ điều chỉnh xuống như thế này hai thì nó sẽ là đánh như SSI hai là nó sẽ tích lũy qua những vùng đỉnh trước của nó sau đó đánh break lên đó là những yếu tố mình phải cần nắm bắt thì khi mà nó gặp lại cản trước thì lúc nào nó cũng sẽ điều chỉnh hoặc là nó sẽ tích lũy quanh những vùng đỉnh của nó thì nó mới đánh break được nên những cái yếu tố đó mình phải nắm bắt trong thị trường này và thị trường nó luôn luôn nó diễn ra như thế thôi mẫu hình thì nó vẫn là những cái mẫu hình tạo nên cái tâm lý và cảm xúc của anh chị trong quá khứ tại vì sao tâm lý của và hành vi của anh chị đầu tư không bao giờ thay đổi trong thị trường chứng khoán vẫn là những cái tâm lý lo sợ, sợ hãi, những cái tâm lý bi quan, hưng phấn thôi nó cứ tạo ra những cái cảm xúc như thế thì nó sẽ tạo ra những cái mẫu hình như cốc tay cầm này. Khi tạo ra mẫu hình cốc tay cầm breakout này đúng không ạ? À? Hay là HCM anh chị thấy này, nó tạo ra mẫu hình này, cốc tay cầm breakout đúng không ạ? À? Những giai đoạn trước này anh chị thấy cốc tay cầm breakout hay là SHS này, nó tương tự như vậy thôi, cốc tay cầm này, sau đó breakout thì nó sẽ tự tạo tương tự nó tạo ra như thế. Và bây giờ những cái mẫu hình của DG hay là DG anh chị thấy này. Bây giờ nó tạo ra những cái phiên gọi là tích đẩy qua những vùng đỉnh của nó thì đây là những cái vùng điểm mua chuẩn của anh chị nè chứ đâu phải là những cái vùng mà các anh chị thấy nó tăng trần lên các anh chị mới mua đuổi đâu nên lưu ý DG vẫn còn điểm mua cho anh chị các anh chị có thể tham gia và quan sát thêm tiếp theo là COO thì sao COO nó là một cái kênh dưới xu hướng thì em không khuyến nghị anh chị tham gia nhiều đúng mà tại vì sao em không khuyến nghị anh chị tham gia tại vì những cái mã cổ phiếu kênh dưới xu hướng này khi mà nó lên thì nó sẽ gặp cản và khi gặp cản thì chắc chắn sẽ có lượng cung bắn ra em ví dụ cho anh chị dễ hiểu hơn này đây đây là cản của nó thì khi nó gặp cản hay sao ạ à? nó có khi nó đảo chiều, nó tích lũy trở lại đúng không ạ? Hay là những cái vùng này, hay là những cái mã cổ phiếu như LBB đi. LBB những giai đoạn trước này anh chị thấy này, đây là kháng cự trước của nó nè. Đây là vùng kháng cự trước. Sao ạ? Đến vùng kháng cự thì tích lũy trở lại, đúng không ạ? Hay là điều chỉnh trở lại. Hay là MWG nữa anh chị thấy này, khi gặp kháng cự thì yếu tố điều chỉnh sẽ xảy ra, đây kháng cự thì sao ạ? Thì điều chỉnh xảy ra, đây. Kháng cự thì điều chỉnh, điều chỉnh chỉnh về đâu, chỉnh về nền Hay đây anh chị thấy này. Đây kháng cự trước này khi gặp kháng cự trước muốn đánh qua thì phải tích lũy lại kháng cự trước thì mới đánh đánh bờ được thì cái yếu tố đó thì anh chị phải nắm bắt trong thị trường các chị mới đầu tư tốt được đó là những cái mã cổ phiếu gọi là CRO là những cái mạo cổ phiếu nó lên nó sẽ gặp cản nhiều nên chị lưu ý lựa nhận, chọn những mã cổ phiếu kinh trên để đầu tư COO ở hiện tại vẫn có thể tham gia được nhưng đánh ngắn với mã cổ phiếu này và đánh ngắn từ đây lên đây các chị thấy này target nó cũng không chạy nhiều thì nó lại tích lũy trở lại đó khoảng là 17 thì những mã cổ phiếu này em khi mà em đầu tư em phải chọn được những mã cổ phiếu gọi là mạnh nhất của dòng em mới đánh còn những cái mã cổ phiếu này hiện tại này khi nó lên nó gặp cản thì khả năng nó sẽ tích lũy trở lại thì lưu ý mã phiếu này có thể tham gia nhưng mà tham gia đánh ngắn đối với mã phiếu CEO này quanh giá 10.4 vẫn có thể tham gia cái gì thấy này test cung test cung liên tục này hấp thụ những lượng cung quanh những mục đỉnh rất tốt đây anh chị thấy này tạo ra chu kỳ mới này yếu tố này cạn cung này đúng không ạ khi tích lũy như thế này mới gọi là gọi là những yếu tố là tích lũy nha nhưng mà các anh chị thấy những viên mở phiếu vinamilk này nó vẫn tích lũy nhưng mà sao ạ nhưng tại sao nó gãi tại vì do thanh khoản của nó các anh chị thấy này thanh khoản rõ ràng là thanh khoản tăng dần chứ không phải là thanh khoản giảm dần nên yếu tố tích lũy mà vô lớn là những cái yếu tố phân phối hàng còn những yếu tố tích lũy với khối lượng bé gọi là những yếu tố gọi là tích lũy chứ không phải là phân phối hàng gọi là những cái vùng gom hàng nên chị phải phân biệt giữa tích lũy và những vùng phân phối nên CEO có thì cứ nắm giữ hoặc có thể là canh giải ngân quanh 10 giá 4 10.40 vẫn ok CRE nè CRE làm sao vì sao hôm qua em khuyến nghị chị tham gia cái chị thấy này mặc dù nó cao rồi nhưng mà giá có còn cao nữa không nó vẫn còn cao nữa cái chị thấy đây là những vùng gì ạ đây là vùng tích lũy và xe quay đúng không ạ cái chị thấy này, hầu như lượng cung hầu như cạn dần đúng không ạ đây xuất hiện cái gì ạ no supply này sau đó xuất hiện phiên tết cung thì sau đây nó break out thì khả năng vùng này này nó sẽ tiếp tục nó đánh vượt đỉnh nếu mà nó có những yếu tố này vùng cung ở đây lớn thì nó hấp thụ những vùng cung ở đây thì nó sẽ đánh vượt đỉnh lưu ý CRE quan sát và đã qua điểm mua hôm qua khuyến nghị các anh chị mua ở điểm này nhưng bây giờ nó đã qua điểm mua rồi lưu ý quan sát thêm còn mã cổ phiếu như FLC này anh chị thấy này FLC là mã cổ phiếu của anh Quyết các anh chị thấy này vẫn ở đâu ạ à? nó vẫn trong một cái trên lai tăng đây bắt đầu vào trên lai tăng thì sao ạ à? nó đang tích lũy và sideways này các anh chị thấy này yếu tố gì xuất hiện này no supply này no supply đóng cửa gần như thấp nhất viên này test cung ba này sau đó xuất hiện lại gì ạ à? no supply tiếp sau đó test cung này break out sau phiên break out thì nó đánh vượt đỉnh thì đó là những cái điều hết sức bình thường nếu mà các chị nhìn được những sự vận động của cổ phiếu thì anh chị sẽ dễ rất dễ dàng đón những cái yếu tố về break của nó nên chị lưu ý flc có thì cứ tiếp tục nắm giữ thôi và cũng đã qua điểm mua điểm mua của nó là no supply điểm mua rất là tốt còn những mã phiếu như HDC sao HDC hiện tại cũng đã qua điểm mua rồi nó đánh vượt đỉnh nhưng là nó không chắc thì em sẽ không tham gia đối với những mã phiếu này vì rủi ro rất là cao ví dụ như những mã phiếu này nó đã tăng cao như thế này nếu mà không có nền thì sao ạ à? nó điều chỉnh điều chỉnh về đâu nó điều chỉnh về đây đúng không ạ thì các anh chị xem những cái rủi ro của anh chị có thể nhận được đối với mã phiếu này các anh chị thấy này từ những vùng này nếu mà thị trường có rung lắc nó gãy thì nó gãy đến 19 20 phần trăm thì những yếu tố là yếu tố đó có rất, rất nhiều rủi ro nên mình không tham gia em ví dụ như VIC đi các anh chị thấy nó tăng mạnh như thế này nhưng mà nó điều chỉnh đâu điều chỉnh lúc về những vùng nền của nó các anh chị thấy các anh chị đu đỉnh đây các anh chị thấy lỗ bao nhiêu phần trăm mất chi phí cơ hội đúng không ạ à? thì mình mua mua đâu mua tại nền này đi chứ khi nào mà nó tăng trần như thế này làm sao mua các anh chị thấy này nó có tạo nền đâu mà anh chị mua các anh chị mua vào bây giờ các anh chị mua vùng đỉnh các anh chị lỗ bao nhiêu phần trăm ạ à? lỗ gần 20 phần trăm đúng không ạ à? thì lưu ý những cái mã cổ phiếu này khi mà nó tăng này nó có yếu tố điều chỉnh điều chỉnh về đâu điều chỉnh về nền đó thì mình sẽ mua tại nền là những cái vùng mua an toàn nhất còn bây giờ VAC thì đâu còn điểm mua đến để chị tham gia đâu còn như những cái mã cổ phiếu như HDC này nó cũng đánh tương tự như VIC và bây giờ nó không có điểm mua tốt thì cứ quan sát thôi. Nếu mà có điểm mua tốt thì mình vào tại vì có rất nhiều mã phiếu trong thị trường chứng khoán này, mình cũng chả gì sợ mất cơ hội. Hôm nay không mua được thì ngày mai mua. Tại vì thị trường chứng khoán này nó duy trì hoài chứ không phải là các anh chị hôm nay mua không được cái ngày mai các anh chị đứng ngoài luôn có chị không mua nữa cái đó điều đó là không đúng tại vì các chị phải biết ờ uh, điểm mua nào là điểm mua tốt điểm mua nào là điểm mua không tốt để anh chị có thể là chọn những cái điểm mua phù hợp để an toàn và cái tỷ lệ lợi, lợi nhuận nó lớn hơn rủi ro thì mình tham gia thì đó là những yếu tố để em chọn những mã cổ phiếu để em đầu tư hiện tại HDC đã qua điểm mua này HDG sao thì HDG ở thì hiện tại anh chị thấy này Breakout out này no supply này tết cung này tết cung này Breakout này đúng không ạ thì hiện tại nó đang hấp thụ những cái vùng đỉnh trước của nó lượng cung vùng đỉnh trước của nó đang có ở đây thì khi nó lên gặp đỉnh thì thì nó phải tích lũy trở lại hấp thụ cái lượng cung thì nó mới chạy và phiếu này nó cần hấp thụ thêm những lượng cung ở vùng đỉnh trước để nó mới có thể là break qua được những vùng đỉnh của nó nhưng SSI này chị thấy rõ ràng khi mà nó muốn muốn mà vượt qua đỉnh hay sao ạ? À? Hấp thụ này, có vùng hấp thụ cung này, sau đó xuất hiện no supply tích cung này, break out này. Đúng không ạ? À? Hay những cổ phiếu như mà cổ phiếu KDH này các anh chị thấy này. Đúng không ạ? À? Khi nè nó gặp lại đỉnh trước thì sao ạ? À? Trước khi nó gặp lại đỉnh trước thì sao à? nó cũng phải có một vùng tích lũy như thế này. Đây. No supply, no supply, no supply rồi sau out đúng không ạ? À? Thì đó là những yếu tố mình phải nắm bắt. Như những mã cổ phiếu như HDG này cứ quan sát những cái giai đoạn phía sau các anh chị có thể giải ngân đối với HDG, đồng thuận về dòng bất động sản thì khả năng bất động sản ở những giai đoạn phía sau nó sẽ tiếp tục là những cái sóng ngành dẫn dắt thị trường đi lên nên lưu ý sóng bất động sản giúp em tiếp theo ấy là về những cái mã cổ phiếu như idc thì sao idc thì bây giờ nó đánh như egc ấy các anh chị các anh chị thấy mẫu hình của egc và mã cổ phiếu này nó y chang nhau thôi các anh chị thấy này mẫu hình nó vòng cung hướng lên đúng không ạ edc nhưng mà hiện tại anh chị thấy này lên thì gặp kháng cự thôi gặp kháng cự thì yếu tố điều chỉnh sẽ xảy ra đây kháng cự của nó thì sao ạ thì ở đến vùng này rất nhiều anh chị tư kẹp hàng bán ra cũng như ấy là ở đây có rất nhiều triệu tư này có lại với đây này canh đến kháng cự bán thì dẫn ra áp lực cung bán ra thì nó điều chỉnh và lực cầu vào cần hấp thụ hết lượng cung giữa hai vùng này thì khi nó hấp thụ hết lượng cung thì mới tăng lưu ý idc cũng chưa có điểm mua tiếp tục là nlg này các chị thấy này nlg sao ạ à? nlg từ những vùng này nó chưa tăng nhiều đúng không ạ những vùng này vẫn là những vùng điểm mua tốt của anh chị xuất hiện những phiên này dần dòng tiền vô này đánh lên này dòng tiền không phải dòng tiền của nhỏ lẻ này 12 triệu cổ phiếu dòng tiền là dòng tiền của bitboy tổ chức lúc nào họ cũng giao dịch nhưng mà họ sẽ không giấu được dấu chân của họ qua những cái thanh volume lớn như thế này dòng tiền lớn vào đẩy giá lên yếu tố này hấp thụ lượng cung quanh những vùng đỉnh này test cung no supply này test cung liên tục break out 3 hiện tại nó liên tục nó test cung khả năng ngày mai cổ phiếu này nó sẽ tiếp tục chạy lưu ý nam thăng long có thì cứ nắm giữ hoặc có thể giải ngân mua ngày phiên ngày mai nam thăng long là một trong những cái mã cổ phiếu tốt để anh chị có thể đầu tư tiếp tục là mã cổ phiếu kdh này KDH cũng tương tự như thế các anh chị thấy này hôm nay DXG này nó cũng nổ này hay là những cái mã cổ phiếu như ECC nổ này bất động sản có những cái tín hiệu cho cho ngày mai thì các anh chị lưu ý những cái mã cổ phiếu này KDH vẫn có thể tham gia giải ngân này các anh chị thấy yếu tố này Breakout 3 dòng tiền lớn vào này yếu tố này xuất hiện gì ạ đúng ba phiên rất là đẹp tết cung này nosebleed tết cung thì sao khả năng ngày mai break rất cao lưu ý kdh vẫn có thể tham gia quanh giá 39.8 các anh chị đừng có nghĩ cao thì giá nó sẽ không tăng nữa các anh chị thấy này lúc trước có anh chị nào mà nghĩ cái mã cổ phiếu như là DG World đây, DG World, có anh chị nào đầu tư nào mà nghĩ bây giờ nó vùng giá mà nó lên vùng giá mà 139 đâu nhưng mà nó vẫn lên đúng không ạ? À? và có anh chị đầu tư nào mà nghĩ liên tiểu banh mà nó lên vùng giá 33 đâu nhưng bây giờ nó vẫn chạy lên đúng không ạ? À? tại vì nó là cổ phiếu kinh trên nó rất là mạnh, thì nó vẫn sẽ tiếp tục tăng nên các anh chị đừng có nghĩ mã cổ phiếu đó đã quá cao so với đỉnh của nó mà các anh chị đi mua những cái mã cổ phiếu giá rẻ, các anh chị xem vào những phân tích cơ bản, chỉ số PE hay là các anh chị xem vào những cái sức giá trị nội tại của nó lúc trước và các anh chị sợ những cái lúc nó đã định giá cao rồi thì nó sẽ không tăng nữa nên chị lưu ý những cái mã cổ phiếu tăng mạnh nhất là những cái mã cổ phiếu gọi là là những kênh trên xu hướng chứ không phải là những cái mã cổ phiếu như FRT này các anh chị thấy này hay là HVN này các anh chị thấy này đúng không ạ nó có tăng mạnh đâu các anh chị thấy nó nhỏ hay là nó giảm mạnh như thế này những cái thiết anh chị đầu tư đầu tư giá trị đến bây giờ các anh chị thấy có nhà đầu tư giá trị nào lãi đâu chị chủ yếu là có những cái thuyết đầu tư theo tăng trưởng mới có lãi thôi hay là thuyết đầu tư theo phân tích kỹ thuật mới có lãi thôi chứ không phải là anh chị tư thấy đầu tư theo giá trị mà nó giảm như thế các anh chị lao vào anh chị mua. Thì à, các anh chị mua thì các anh chị phải kết hợp với phân tích phương thức phân tích kỹ thuật nữa các anh chị mới vào mua. Như Vinamilk này, điểm này những lúc trước em có khuyến nghị khách hàng vào đâu. Những điểm này là em toàn là không khuyến nghị khách hàng giàu tại vì em xác định nó là kênh dưới xu hướng và kênh dưới xu hướng muốn tăng lên thì phải cần vùng tích lũy tương đối dài. Em đánh giá giống BID này anh chị thấy này. Giai đoạn phía trước này các anh chị thấy này. Nếu mà nó muốn tăng lên, nó là kinh dưới xu hướng đúng không ạ? Thì nó phải có giai đoạn tích lũy tương đối dài như thế này, hoặc tích lũy dài hơn thì nó mới có thể tăng chứ không phải là tự nhiên nó muốn tăng thì nó tăng lên được tại vì vinamilk này anh chị thấy này nó muốn hấp thụ hết lượng cung ở trên đây thì cần tích lũy dài đến triệu tư cắt lỗ chán nạn bán ra này hay là các anh chị nhà đầu tư này trung bình sẽ xuống hay gì đó thì khi mà hết lượng cung thì nó mới tăng được chứ bây giờ anh chị thấy lượng cung đây các anh chị bắt bắt đáy nhiều này Volume lớn như thế này này lên bị bán lên bị bán thì chả có nhà đầu tư nào mà họ đổ tiền vào họ kéo để chị bán ra đâu chủ yếu cho anh chị bán bán với giá thấp và khi họ họ lên đây này họ phân phối hàng ra rồi cho anh chị mua giá cao chứ chả có một tổ chức nào mà họ định giá một cái doanh nghiệp vào mà cho anh chị nhà đầu tư kéo lên cho anh chị đầu tư để mua để bán họ vốn đâu nên lưu ý những mã phiếu kinh dưới là mã phiếu kinh xu hướng xu hướng yếu nên anh chị lưu ý đầu tư mã phiếu kinh trên thôi nên những mã phiếu KDH là vẫn có thể tham gia đầu tư này Những cái bạn cổ phiếu LDG nên anh chị thấy này đúng không ạ nó xuống xuống này nhưng mà các anh chị thấy là tăng lên thì sao ạ tăng lên thì bị bán nó có tăng được trần như những mã phiếu liên việt quốc ban đâu đúng không ạ hay là những cái mã cổ phiếu như KBC này anh chị thấy này khi nó tăng lên thì sao nó bị bán ngược trở lại thì làm sao tăng được nên lưu ý những cái mã cổ phiếu như kênh dưới này các anh chị hạn chế tham gia các anh chị thấy này hôm nay anh chị thấy KSB nó tăng nhưng mà nó đâu được tăng trần nhưng volume lớn này nó cũng đâu tăng được trần thì tại vì cặp kháng cự thì làm sao tăng trần được nên lưu ý lựa chọn những cái mã cổ phiếu kênh trên đầu tư là những mã cổ phiếu mạnh nhất thì bất động sản em sẽ lược ra cho anh chị những mã phiếu như DIG ngày mai có đi mua này HDG thì các anh chị quan sát thêm KDH này Nam Thăng Long và mã cổ phiếu VHM là những cái mã cổ phiếu các anh chị lưu ý trong phiên tiếp theo giúp em bất động sản là những cái mã cổ phiếu các anh chị quan sát thêm đó là những cái mã cổ phiếu mạnh các anh chị có thể là lưu ý có thể tham gia vào phiên ngày mai còn những cái mã cổ phiếu chứng khoán này những cái lúc mà em khuyến nghị anh chị mua mua những vùng giá thấp thì anh chị không chịu mua đâu đây mẫu hình có tay cầm tạo ra vùng này anh chị mua được nhưng mà lên đây thì làm gì mà còn để mua cho các anh chị nữa các anh chị thấy này hôm nay nó tăng mạnh như thế này rồi nó đã qua điểm mua rồi đúng không ạ mà khi anh chị thấy mã phiếu này khi mà lúc nào nó xấu này đâu có ai thèm chú ý đâu nhưng mà nó đẹp thì rất nhiều anh chị chú ý các anh chị mua đuổi theo thì đó là những cái yếu tố mà anh chị lúc nào cũng xuất hiện trên thị trường chứng khoán này anh chị thấy này mbs lúc nào khi mà nó tạo ra mẫu hình thì anh chị thấy này nó tạo ra mẫu hình gọi là vsa tạo đáy anh chị thấy này lúc nào nó cũng sẽ tạo ra mẫu hình như thế này dành cho anh chị đầu tư đánh về trung hạn và dài hạn vẫn rất là tốt đến chị nào mà phát hiện ra những mẫu hình này thì vsa tạo đáy này mbs này tạo ra này điểm sc này stb này đúng không ạ stfab này spring này bu backup lại xong lbs này sau đó retest lại thì đó sau đó bước vào chu kỳ tăng giá của nó đúng mà và những cái điểm mua của nó là những cái điểm gọi là backup FAU đây là những điểm mua tốt nhất này để anh chị khỏi chờ đợi thời gian này thì anh chị thấy nó tích lũy có phải qua một giai đoạn này như SHS này anh chị thấy này nó cũng sẽ tạo ra những cái mô hình như thế thôi để cho anh chị có thể là chọn những điểm mua tốt cho đầu tư trung hạn ngắn hạn dài hạn tùy theo hình thức của anh chị đầu tư thôi các anh chị thấy này SC này ARST Spring backup FAU này tích lũy sau đánh lên đúng không ạ à? sau đó LBS này anh retest lại thì nó sẽ tiếp tục tăng hay là STB cũng vậy nó liên tục nó tạo ra như thế này anh chị thấy này rõ ràng đúng không ạ à? đây nó tạo ra những mô hình tương tự như thế đây thì các anh chị phải biết được những mô hình đó nó tạo ra như thế nào thì các anh chị mới chọn được những cái điểm mua tốt tại vì sao anh chị xem video của em mà em lại chọn ra được những cái mã cổ phiếu tốt cho anh chị đầu tư tại vì em là những cái người giao dịch lâu năm trên thị trường cũng như là em thu thập được những cái kiến thức và thay đổi kiểu như là những cái tư duy trong đầu tư rất là nhiều mới chọn ra những cái điểm mua tốt cho anh chị nên chứ đâu phải là tự nhiên mà em lên đây và em nói cho anh chị để anh chị chọn những cái mã cổ phiếu tốt không tốt để anh chị chị đầu tư đâu lúc nào em sẽ chọn cũng sẽ chọn những cái điểm mua tốt cho anh chị đầu tư nhưng mà khi anh chị đầu tư như thế thì anh chị sẽ bị chậm hơn những cái anh chị trong room chiến lược của em tại vì room chiến lược của em là những cái room khách hàng do em quản lý và cũng như những cái room đó là những cái room ấy em chọn những điểm mua rất tốt và bây giờ các anh chị đầu tư trong room của em có những cái điểm mua rất tốt như vnd này điểm mua quanh vùng giá gọi là 36 đây quanh những vùng giá 36 là những cái lúc room em giải ngân rồi đây hay là những cái mã cổ phiếu như stb này quanh những cái vùng giá gọi là quanh vùng giá 20 23 24 là room em giải ngân rồi và lên đây cũng đã chốt lãi rồi hay là những cái mã cổ phiếu như uh, SSI cũng mới vừa vào này các chị thấy này. mua quanh vùng giá 3940 này thì bây giờ cũng đã lãi đó khoảng 10 đến 15 phần trăm rồi thì đó những cái điểm mua tốt thì sau khi mà em khuyến nghị xong thì bây giờ mới lên khuyến nghị cho anh chị được đến chị nào mà muốn có thể là vào room em thì có thể liên hệ liên hệ với em để em có thể là hỗ trợ chị đầu tư được tốt hơn chọn được những cái điểm mua thích hợp thì đó là những cái điểm mua tốt thì à, bây giờ cũng đi qua những dòng chứng khoán thì cũng không, không còn điểm mua các anh chị cứ quan sát dòng này thôi nó mở gáp anh chị thấy này rất nhiều mã phiếu mở gáp mở gáp thì sao ạ khả năng quay lại lắp gáp nên lưu ý chứng khoán nó mở gáp theo như thế này thì các chị lưu ý không 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 nên mua em ví dụ như những giai đoạn phía trước đi mbb này các chị thấy này sao ạ à? mbb thì sao các anh chị thấy mở gáp hay là những giai đoạn trước này các chị thấy này. lúc nào nó mở gáp thì cũng quay lại lắp gáp hết thì gáp gọi là những cái khoảng trống siêu kiệt đây mở gáp này mở gáp thì quay lại lắp gáp hay là vic đến chị thấy này mở gáp này thì quay lại lắp gáp này đây là vùng gáp của nó này mở gáp sau quay lại lắp gáp hay là mã phiếu stb vừa rồi cũng vậy đến chị thấy này khi mà nó tăng nó mở gáp thì nó sẽ có yếu tố quay lại lắp gáp đây anh chị thấy này mở gáp thì sao ạ à? quay lại lắp gáp quay lại lắp gáp liền hay là mở phiếu bid này trước khi nó tăng nó cũng mở một cái gáp đây mở gáp sau đó quay lại lắp gáp đúng không ạ à? thì sau đó mới tiếp tục tăng thì đó là những yếu tố mở gáp của nó nên anh chị lưu ý những cái dòng chứng khoán đang mở gáp thì anh chị lưu ý hạn chế tham gia và quan sát thêm khi nào quay về lắp gáp có lượng thấp thì tham gia còn dòng công nghệ sao công nghệ CTR đây CTR ở điểm tại chị thấy này yếu tố điều chỉnh mạnh như thế này nhưng cái volume như thế này là volume không lớn yếu tố tạo ra chu kỳ mới của nó nên chị lưu ý mã phiếu này đang tạo ra chu kỳ mới của nó hấp thụ lượng cung tiền vào ra đánh lên rất là lớn nên lưu ý mã phiếu này có thể quan sát và giải ngân nhưng mà giải ngân với tỷ trọng thấp và mã phiếu này cũng không đánh giá cao nên lưu ý chọn những mã phiếu mà đầu ngành như công nghệ thì cứ chọn FPT mà đánh nhưng mà FPT vùng này anh chị thấy này, mở gáp thì sao à mở gáp quay lại lắp gáp quay về test lại vùng đỉnh trước của nó yếu tố này các anh chị thấy dòng tiền đỡ lên này tạo ra đỉnh spring giống như mã cổ phiếu gọi là tích ấy các anh chị thấy này đây tạo ra đỉnh spring thì bây giờ fpt các anh chị cứ quan sát thêm nếu mà nó có yếu tố tích lũy thêm hay là ngày mai nó đánh lên thì anh chị có thể tham gia còn bây giờ cứ quan sát chưa có điểm mua chuẩn em mua em sẽ mua tại vùng này này no supply này tết công mua tại no supply này về t 3 có lãi giữ vị thế tốt thì cứ quan sát nắm giữ thôi còn fpt cứ quan sát thêm hay dầu khí sao dầu khí em có phân tích rồi em nói là các anh chị là khi mà anh chị thấy dầu khí chuyển lại các chị mua vào mua phân bón đi thì bây giờ phân bón các anh chị thấy nổ ầm ầm đúng không ạ anh như thế này bsr này gặp kháng cự trước thì sao yếu tố điều chỉnh trở lại thì khả năng nó sẽ tích lũy thì sẽ có điểm mua mới cho anh chị đầu tư chứ các anh chị chưa gì mà các anh chị thấy ờ à, tăng mạnh quá bắt đầu lao vào mua đổi thì sao lao vào mua đổi thì sao hôm nay yếu tố điều chỉnh xảy ra về t 2 t ba sao khả năng điều chỉnh về qua vùng này rồi yếu tố cắt lỗ ra sao anh chị cắt lỗ ra thì sao mà bạn phiếu này nó chạy thì đó là yếu tố đánh lên từ các nhà tạo lập lúc nào cũng sẽ diễn ra như thế thì các anh chị phải hiểu được sự vận động của nó hay là gáp này anh chị thấy này tăng mở gáp thì sao khả năng quay về lắp gáp tương đối cao Gặp kháng cự và kênh xuống của nó là kênh xuống xuống vừa bất cọ kênh xuống này nên chị quan sát mà kênh xuống này là kênh xuống dưới thì quan sát thôi chưa chưa có điểm tham gia đâu lưu ý quan sát như các mẹ có phiếu như OL sao OL sao gặp lại kháng cự sao ạ gặp lại kháng cự thì sao điều chỉnh điều chỉnh sao điều chỉnh thì phải tích lũy thêm hấp thụ lượng cung hết vùng kháng cự này thì mới có thể tăng còn mã phiếu như BVS thì sao BVS thì em thấy mạnh này vì sao ạ à? đây nó đánh vượt vượt đỉnh của nó đúng không ạ và khi nó đánh vượt đỉnh thì yếu tố sẽ quay lại test lại những cái vùng đỉnh trước của nó thì mới có yếu tố bật tăng lúc đó mới có điểm mua hôm nay lực bán cũng tương đối mạnh lắm chị thấy lên vùng 28 này yếu tố tạo lập họ đâu cho đánh lên đâu họ phải kiểm tra lại lượng cung ở quanh vùng đỉnh này họ gom lại lượng hàng cho anh chị tư đu bán đây này chốt lại hết thì họ mới đánh lên em ví dụ như nam thăng long đi đây giai đoạn phía trước đi đây nlg đây cái gì thấy này đánh như thế nào đây là đỉnh trước của nó đúng không ạ khi mà đánh vượt đỉnh sau quay lại retest đỉnh với khối lượng thấp rũ bỏ càng cung thì đây là những yếu tố rũ bỏ thôi đúng không ạ thì bvs khả năng nó sẽ rũ bỏ như thế thì sau đó mới tiếp tục tăng lúc đó các anh chị mới có điểm mua các anh chị vào bvt anh chị cũng thấy này yếu tố này hấp thụ lượng cung quanh vùng đỉnh thì khả năng mã phiếu này các anh chị quan sát thêm nó sẽ có những cái điểm mua trước những cái mã phiếu phiếu này tại vì những mã phiếu này này nó tăng quá nóng rồi bsr này OIL này tăng 20 30 trong 3 bốn phiên thì cần yếu tố hấp thụ lượng cung mới có thể tiếp tục tăng nên lưu ý dòng dầu khí thì quan sát thêm các anh chị chú ý dòng bất động sản thôi đầu tư xây dựng thì có fit này fit thì hôm nay nó tăng trần quay yếu tố quay lại lắp ráp anh chị lưu ý khi nó lắp ráp xong mới có thể tham gia còn mấy cái mạo cổ phiếu này nói tương đối bé nên em cũng không tích nhiều thanh khoản bé thì em sẽ không đầu tư em chọn những mạo phiếu tốt để em đầu tư những mạo phiếu vn 30 hay những cái mạo cổ phiếu nào mà có những cái cơ bản của nó tốt thì mới đầu tư thôi còn những cái mã cổ phiếu như bo cung hay là những cái mã cổ phiếu này thì em sẽ không đầu tư nhiều. Tại vì những mã phiếu này khi đầu tư nhiều thì sẽ rất rủi ro, nó không có những cái yếu tố phân tích về cung cầu rõ ràng được. Đầu tư xây dựng hay là những cái mã cổ phiếu của dòng hàng không này, hàng không này, anh chị thôi các anh chị chưa đầu tư đâu. Các anh chị thấy này yếu tố tên xuống dưới này anh chị thấy giá rẻ anh chị mua. Những chị mua này chị dành cho anh chị đầu tư gọi là đầu tư theo thiết giá trị thôi thấy nội tại lúc trước của nó là anh chị thấy này nội tại lúc trước giá đâu đó khoảng là một trăm mấy này anh chị thấy này một trăm hai mươi tám nhưng bây giờ giá đâu đó khoảng là sáu tám chị thấy rẻ anh chị mua thì chỉ dành cho chiều đầu tư đầu tư là ba năm bốn năm trở lên thôi nhưng anh chị đầu tư giống nhiều anh chị mới đầu tư chứ bây giờ anh chị đầu tư một tỷ hai tỷ anh chị mua cái này anh chị để bao nhiêu năm thì nó mới có lãi đúng không ạ thì làm sao mà các anh chị có thể là kiếm được những lợi nhuận lớn trên thị trường chứng khoán này được các anh chị lưu ý hvn vc này acv này xuống dưới không nên đầu tư quan sát thêm đối với, với hàng không ngân hàng thì sao ngân hàng còn mã phiếu nào đầu tư được abb thì sao abb ở hiện tại này cái gì thấy nó tạo mẫu hình này nền trong nền đúng không ạ à? nên tảng lên trong trên nền tảng sau đó đánh breakout out lên thì khả năng yếu tố nó sẽ tích lũy thêm một vài thời gian nữa mới có thể tiếp tục tăng và những cái dòng này nó đã cũng đã qua điểm mua rồi còn acb là những giai đoạn phía trước em khuyến nghị các anh chị rất là nhiều này quanh vùng giá ban sáu em đã khuyến nghị rồi hay là những cái quanh những cái vùng giá gọi là tạo mẫu hình của nó em đã khuyến nghị anh chị mua rồi còn bây giờ nó đã qua điểm mua rồi các anh chị thấy túc tắc đi lên giống như mã cổ phiếu liên việt của ban này, anh chị thấy này giai đoạn trước thì sao ạ à? đây túc tắc đi lên này tăng chỉnh về nền tăng chỉnh về nền liên tục sau đó chạy nước rút thì ACB hiện tại nó đủ cái biên độ của nó thì nó chạy thôi và giai đoạn này nó đã qua điểm mua cái gì cứ tiếp tục nắm giữ và hiện tại room của em mua ở vùng giá 36 này này vùng giá rất là tốt bây giờ lại gần 30 thì cứ tiếp tục nắm giữ mã phiếu này chưa việc gì phải bán yếu tố cái gì thấy này đẩy giá lên liên tục có yếu tố nào mà rủ bỏ hay là sắc cao đâu và mã phiếu này chưa vào những cái biên độ chạy mạnh của nó lưu ý mã phiếu này cần có những biên độ chạy thêm đâu khoảng 50 52 gì mình có thể canh chốt lại thêm lưu ý ACB tiếp tục nắm giữ BIDV thì sao BIDV bây giờ nó gặp lại đỉnh trước hấp thụ động cung thì quay về retest lại hấp thụ hết động cung thì mới tiếp tăng quan sát BID tiếp tục là CTG sao CTG hôm nay yếu tố đẩy giá lên này. anh chị thấy này túc tắt đi lên giống như con bảo phiếu gì ạ à? giống như mã cổ phiếu gọi là liên việc bất banh thì có cứ tiếp tục nắm giữ thôi việc gì mà phải bán ra ở vội giai đoạn này khi nào mà chạy nước rút thì bán liên việc giống như liên vực ban nó chạy nước rút đâu khoảng là tăng hai ba phiên các chị bán chứ các anh chị đừng có sợ mà ở phiếu này nó đảo chiều yếu tố bán ra không có thì cứ tiếp tục nắm giữ đối với ctg thôi quan sát thêm ở phiếu này các chị nào muốn ăn được những phiên chạy nước rút có thể là chấp nhận rủi ro tham gia đối với ở phiếu này quanh giá năm mươi ba lưu ý đối với ctg đó là những cái điểm mua ok hd ban sao hd ban đã qua điểm mua đánh chị thái này yếu tố này tăng chỉnh liên tục hôm nay đánh lên bờ như thế này thì làm gì còn điểm mua nên quan sát thêm với hd ban riêng của ban cũng đã qua điểm mua thì những mã phiếu này đã chạy nước rút thì em không khuyến nghị nữa hay mở ban này mở ban thì trong em giải ngân quanh giá vùng giá 34 này những anh chị đầu tư trong room em cũng hiện tại đang xem video của em nhưng những cái điểm mua của em nói là những cái điểm mua mà em đã giải ngân đối với room khách hàng của em những, những điểm này này và bây giờ em bán chưa hiện tại vẫn chưa bán vì sao tại vì nó, bây giờ nó mới bắt đầu chạy vào phiên bạn chạy lúc đầu tiên thì khả năng ấy ba bốn phiên nữa thì ấy lúc đó mình mới canh chốt lại và chuyển dần qua bất động sản để đánh mình phải đánh theo những dòng tiền, dòng tiền nó chuyển từ dòng này sang dòng kia chứ không phải là nằm ngành, nằm riêng một ngành nào đâu. nên chị lưu ý phải chọn dòng nào mà chứng khoán hay là những cái dòng nào mà dòng tiền vào mạnh nhất mình đánh dòng đó. lưu ý, MobiBan hiện tại đã không còn điểm mua, MSB sao cũng đã qua điểm mua, anh chị thấy tăng trần như thế này là còn điểm mua? Techcombank thì sao? Techcombank thì các anh chị có thể đánh đổi này, các anh chị thấy này, nó tích lũy và xây nền liên tục như thế này, khả năng mã phiếu này sẽ còn dư địa. lưu ý cứ nắm giữ Techcombank đi, mã phiếu này còn dư địa đánh lên đấy, chị lưu ý mã này ít nhất cũng phải 60 tại vì sao anh chị thấy như dư địa tạo nền đây đánh lên túc tắc như thế này yếu tố rủ bỏ cung cái anh chị thấy mã phiếu khác anh chị đảo qua mua mã phiếu khác thì tết trung banh có ai nắm giữ đâu tết banh này thấy yếu tố đỡ cung từ nhà đầu lập này tạo ra điểm swing này đúng không ạ hay tạo ra điểm swing thì cứ tiếp tục nắm giữ đi quan sát thêm đối với Techcombank banh thì mã phiếu này vẫn có thể tham gia giải ngân 54.8 có thể dẫn ngân được tiếp theo ấy là về mã cổ phiếu của tiên phong banh thì sao tiên phong banh chị thấy này nguyên nhân về kết quả và hệ quả của nó thôi cái anh chị thấy tạo nên càng lớn thì nó chạy càng mạnh nên lưu ý mà phiếu này có cứ nắm giữ cũng đã qua điểm mua quan sát thêm đối với tiên phong banh những lúc trước các anh chị thấy này những cái lúc em khuyến nghị rất nhiều này như những cái điểm no supply này test cung ba này sau đó rick ba vẫn có thể mua này nhưng mua tốt nhất là no supply này các anh chị thấy rủ bỏ càng cung này đánh như con cre á các anh chị thấy này giai đoạn trước này đây là cái pha e mà lúc nào cũng nghiên cứu rất là hay đối với cái mẫu hình và pha e của em nha thấy này rủ bỏ này càng cung này đúng không ạ rủ bỏ càng cung tạo ra điểm tnt đây là điểm TNT này đấy em phát hiện ra điểm TNT bắt đầu này đô no supply Tết cung em mua vào thì bây giờ các chị lãi rất nhiều rồi nắm giữ nắm giữ mã phiếu này thôi siêu cổ nên anh chị lưu ý CRE quan sát thêm chưa có điểm mua tiếp tiếp theo còn những mã phiếu của dòng banh thì tiên banh đã qua điểm mua này việc banh thì sao việc banh là một trong những cái mã cổ phiếu trụ các anh chị đầu tư an toàn thì vào mua mã phiếu này hấp thụ lại lượng cung vùng đỉnh các anh chị thấy là yếu tố khả năng sẽ tích lũy vài phiên sau đó sẽ đánh bờ lên lưu ý việc banh có thì cứ nắm giữ anh chị đầu tư tiền lớn thì có thể vào mã phiếu này thanh khoản cao dễ dàng ra vào mã phiếu này nên lưu ý tích lũy thêm vài phiên nữa mới có thể vào còn bây giờ vào thì quá sớm quan sát thêm tiếp theo là VAB VAB em khuyến nghị anh chị mua điểm này hoặc là điểm này còn bây giờ các anh chị đã qua điểm mua rồi. cứ quan sát thôi ban thì sao VBAN hiện tại nó cứ túc tắt đi lên mà thanh khoản nó hơi cao yếu tố đây các anh chị phải đặt ra câu hỏi vì sao mà thanh khoản tăng giá không tăng yếu tố bán nhiều hay là yếu tố mua nhiều nên lưu ý quan sát với ban thôi nó cũng đã qua điểm mua rồi lưu ý đối với này quan sát thêm tiếp theo là về dòng phân bón đấy phân bón hôm qua em cứ nghĩ DGC đã qua điểm mua rồi BBM hay BFC thì anh chị thấy gặp lại đỉnh trước quay về retest đỉnh của nó thì bây giờ cũng đã qua điểm mua đối với vòng phân bón Nên lưu ý thôi thép thì sao thép thì nó mở gáp tăng rất là mạnh như thế này thì sao ạ à? mở gáp này kinh thấy mở gáp lắp gáp này mở gáp thì phải lắp gáp lại mới tăng thì quan sát với thép có thì cứ canh chốt lại một phần hai trước đi và quan sát thêm bây giờ hiện tại chưa có điểm mua đối với thép bây giờ đang trong tên like tăng mạnh cứ quan sát thêm khi nào có điểm mua thì em sẽ khuyến nghị trong những video tiếp theo còn bây giờ HSG anh chị thấy này mở gáp này, mở gáp tăng mạnh như thế này thì làm sao mà còn điểm mua cho anh chị tham gia? Gáp mở ra là để làm gì ạ? Gáp để ra là mở ra là để lắp nên anh chị lưu ý, dòng thép hiện tại đã qua điểm mua, quan sát thêm. Nam kim thì sao? Nam kim cũng vậy, anh chị thấy này mở gáp nhưng lắp gáp rồi, các anh chị thấy còn cái gáp này chưa lắp thì khả năng sẽ quay lại lắp gáp nên lưu ý. Nam kim có thì cứ canh chốt đi và điểm này cũng chưa có những cái điểm mua chuẩn cho anh chị tham gia. Canh chốt 1/2 và quan sát thêm. Nếu anh chị nào giữ về thấy tốt thì cứ cứ nắm nắm những vị thế đó và các anh chị thấy chỉnh về cái chị mua gia tăng còn đối với anh chị mua ở vùng nền này cứ canh chốt đi về đây mình mua lại thì cũng chưa có gì mà mình phải quan ngại đối với dòng thép dòng thép thì các anh chị thấy này có những cái mẫu cổ phiếu này tích lũy cần cung tạo ra chu kỳ mới thì cứ quan sát đối với thép thôi hiện tại chưa có điểm mua mới đối với thép rất nhiều anh chị tư hỏi mua thép nhưng mà hiện tại chưa mua được đâu thực phẩm thì sao thực phẩm có vinamilk phân tích rồi masan thì sao masan thì yếu tố quay lại retest đỉnh thôi các anh chị thấy lúc nào tăng vượt đỉnh thì sao tới lại đỉnh nhưng chị thấy này hôm nay rút chân lên như thế này sao à? thì đây là những cái điểm các anh chị quan sát thêm này nếu mà nó rũ bỏ ngay này các anh chị thấy tạo ra những vùng mà cạn cung hơn cạn cung như giống volume như thế này các anh chị lao vào các anh chị mua với đối với masan tại vì cái mẫu hình này là mẫu hình của vsa kênh trên xu hướng các anh chị thấy rõ thấy rõ ràng đây là những cái mẫu hình vsa này các anh chị thấy này đây tạo điểm spring của nó này và đây các anh chị thấy rũ bỏ cạn cung này điểm mua này và bây giờ tăng lên rũ bỏ này cạn cung này điểm mua của room em này bây giờ em cũng đã bán ra rồi đợi nó tích lũy trở lại thì tham gia còn bây giờ em chọn những mã cổ phiếu nào mà nó mạnh hơn và nó nhẹ hơn thì em đánh còn mơ san quan sát thêm đợi tích lũy thêm vài phiên nữa có thể giải ngân kdc sao kdc bây giờ các chị thấy điểm mua rất là bo cung và phiếu này đã đánh lên một giai đoạn rồi nhưng volume lớn như này các chị quan sát hạn chế tham gia đối với kdc gtn kênh xuống dưới này các chị thấy là đánh lên trần nhưng các chị thấy đâu vô lâm đâu thì cái này là nhỏ lẻ đẩy lên thôi chứ tổ chức nào mà đổ tiền mà bé xíu như thế này đẩy lên đâu nên chị lưu ý gtn cũng đã qua điểm mua không tham gia với mã phiếu kênh dưới sabaco stb những cái mã phiếu thực phẩm này hiện tại nó là kênh xuống dưới các anh chị lưu ý chưa nên giải ngân tiếp theo là về dòng thương mại thương mại thì bây giờ đang có điều chỉnh nên hầu như cũng chưa có điểm giải ngân cho anh chị hầu như có BNC BNC bây giờ nó tích lũy cần cung hơn nhưng mà kênh trên xu hướng và cái nền của nó thì cần giai đoạn tích lũy thêm và tích cung các anh chị mua sẽ đẹp hơn quan sát đối với BNC BES cũng vậy BES cũng vậy các anh chị thấy là tăng vượt qua cái đường trên la giảm của nó bây giờ hấp thụ qua lượng cung đó thì mới có điểm mua các anh chị cứ quan sát thì bây giờ các anh chị cứ lựa chọn những mã cổ phiếu tốt để các anh chị đầu tư thì chủ yếu ấy là các anh chị đầu tư vào những cái mã cổ phiếu bất động sản đi. Bất động sản thì có những cái mã cổ phiếu tốt hồi nãy em đã khuyến nghị anh chị cứ lựa chọn mã phiếu đó các anh chị đầu tư. Còn những cái mã phiếu ngân hàng thì chỉ công một phải mã anh chị đầu tư thôi thì anh chị cứ lưu ý những cái mã cổ phiếu đó. Còn những mã cổ phiếu nào nó đã qua điểm mua thì em không khuyến nghị nữa, các anh chị cứ quan sát thôi. Điểm mua tốt thì sẽ khuyến nghị. Có bvt để anh chị lưu ý này. Hồi nãy em cũng có khuyến nghị các anh chị lưu ý thôi chứ chưa điểm mua chuẩn. Thì kết thúc video ở đây thì cảm ơn các anh chị đầu tư đã lắng nghe video của em thì các anh chị nào thấy hay thì cứ like và subscribe đăng ký kênh để có thể là cập nhật những tin tức mới nhất của thị trường và em sẽ chia sẻ những cái điểm mua liên tục cho anh chị để có thể là tham gia. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe video ạ.